tiết mục ăn chay và khoa học sẽ tiếp nối chương trình hôm nay kính mời quý thính giả lắng nghe đề tài thời đại ăn chay như chúng ta tất cả đều biết hầu hết mọi bệnh tật đều đến từ việc ăn thịt bởi vì thú vật được cho dùng trụ sinh bởi vì sự lo âu tạo nên chất độc trong thịt của thú vật bởi vì chúng ta ăn vào tất cả những chất trụ sinh này Cơ thể chúng ta sẽ mất đi tính đề kháng để chống lại bệnh tật cơ thể chúng ta bình thường có thể chống được bệnh tật. Nhưng vì chúng ta được cho ăn quá nhiều những loại thịt đầy chất kháng sinh, thân thể trở nên yếu đuối và hệ thống đề kháng bị hư hoại. Do đó, bất cứ chứng bệnh nào cũng có thể ảnh hưởng làm chúng ta mất mạng, thật đáng tiếc. Bây giờ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu chúng ta cầu nguyện Chúa Giêsu hoặc Đức Phật, như vậy là đủ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên thêm vào đó sự thiền định và một lối sống đạo đức tốt lành, rồi trí huệ và sự giải thoát của mình sẽ đến nhanh hơn. Thí dụ, nếu chúng ta cùng nhau thực hành pháp môn quán này, mà chúng tôi gọi là pháp môn quán âm, chỉ nghe lời dạy dỗ của Thượng Đế bên trong, thấy trí huệ của Thượng Đế bằng thiên nhãn và theo phép ăn chay, và cách sống đạo đức thì chúng ta không có gì phải sợ bệnh tật. Nhiều người đồng tu của chúng tôi đã chiến thắng bệnh tật qua đêm. Ý tôi nói những người mang bệnh ngặt nghèo mà phải giải phẫu còn không sẽ mất mạng. Một số người hồi sinh trong giờ phút lâm chung nhờ vào lực lượng của một cuộc sống đạo đức của họ và lực lượng của Thượng Đế bảo hộ cho họ. Nếu chúng ta khai mở lực lượng bên trong ra bằng một phương pháp đúng thì lực lượng mà chúng ta gọi là Phật Tánh hay vị Phật bên trong hay Thượng Đế bên trong sẽ bảo vệ chúng ta 24 tiếng một ngày và sẽ bảo vệ chúng ta ngay cả khi chúng ta rời bỏ thân thể này. Hiện nay có rất nhiều loại bệnh tật, nhiều chứng bệnh giết người làm thiệt mạng khoảng 18 triệu người mỗi năm. Bởi vì một số chúng ta không giữ gìn thân thể quý báu của mình mà đã được thượng đế ban cho để làm nhiệm vụ trên trái đất với một mục đích nào đó và cũng để nhận biết lực lượng toàn năng của mình. Chúng ta làm những việc như là hút thuốc quá độ, ăn thịt quá nhiều mời tất cả những vi khuẩn từ thịt vào bên trong chúng ta vân vân tất cả những sự giết chóc khiến cho đời sống biến thành một thời gian đau khổ thật ra chúng ta có thể sống cuộc đời tốt đẹp hơn nếu chúng ta chỉnh đốn hơn nếu chúng ta biết quý trọng thân thể của mình nếu chúng ta chỉ dùng những thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể ăn không phải chỉ để cho ngon miệng mà chỉ ăn đúng độ lượng thì dĩ nhiên sức khỏe của chúng ta sẽ không bị nguy hiểm đến mức độ trầm trọng như vậy. Quý vị thấy đó, hầu hết những người ăn chay trở nên mạnh khỏe hơn, có phải vậy không? Nhiều người trong quý vị đã trở nên mạnh khỏe hơn sau khi thọ tấm ấn và đổi qua ăn chay, có phải như vậy không? Thật ra, bệnh viện đầy mấy người ăn thịt, không vấn đề gì chúng ta có thể thấy bằng chứng ngay tại đó không những bởi vì ăn chay từ nó đã khỏe mạnh, mà còn vì chấn động lực này rất hòa dịu cho thân thể của chúng ta. Trong khi chấn động lực của thú vật không hòa dịu, không bình an như vậy. Thật ra, sống cuộc đời đơn giản mạnh khỏe rất dễ. Không cần phải thuốc thang, không cần phải chích thuốc nhiều. Nhiều người chúng ta tự hại mình, bởi vì chúng ta bỏ những chất độc vào cơ thể. Nếu không, nếu chúng ta biết cách sống một cuộc đời giản dị, dinh dưỡng, mạnh khỏe, chúng ta thật sự không lệ thuộc vào bác sĩ nhiều đến như vậy. Rồi bác sĩ có thể nghỉ lễ nhiều hơn và cả hai đều có thể giữ gìn sức khỏe. Thời nay một số người gọi là bác sĩ vẫn còn thiên về lý thuyết thời xưa cho rằng con người cần thịt mới sống được. Nhưng quý vị có thể tìm thấy nhiều cuốn sách dựa trên những nghiên cứu khoa học khác và rất nhiều vị bác sĩ khác đã tuyên bố rằng chất đạm của thịt rất có hại, có chất độc và không tốt cho cơ thể. Và họ đã chứng minh một ngàn lẻ một phần trăm điều này là sự thật. Cho nên, đừng chỉ nghe có một lý thuyết thôi rồi tin theo. Chúng ta không cần ăn thịt, không cần chút nào, không ai cần cả. Thật ra, rất nhiều người được khỏi bệnh sau khi bắt đầu ăn chay. Như vậy có phải là can đảm hơn, thay vì nghe theo lý thuyết kia không? chúng ta có thể bị mê hoặc tin vào một loại lý thuyết và tự thuyết phục chính mình về lý thuyết này rồi tin rằng thịt là cần thiết cho chúng ta nhưng điều này không đúng